Top 8 điều thú vị về Hà Nội, bạn đã biết chưa? Thủ đô Hà Nội vẫn có những điều đặc biệt riêng mà không nơi nào có. Cùng Để Biết Tốt đi tìm hiểu những điều thú vị về Hà Nội nhé! Hà Nội 36 phố phường. Hà Nội 36 phố phường đã là câu nói quen thuộc từ thường ngày đến cả thơ ca. Trước đây, để dễ nhớ, các con phố tại Hà Nội được đặt tên theo mặt hàng kinh doanh tại đó. Phố hàng bạc, kinh doanh đồ bạc. Phố hàng thiết, bán thiết. Hàng quạt, bán quạt. Ngày nay, các con phố này không còn kinh doanh duy nhất một mặt hàng như vậy nữa. Tuy nhiên, vẫn còn một số con phố giữ nguyên truyền thống như phố hàng mã, phố thuốc bắc. Lễ thượng cờ và hạ cờ. Lễ thượng cờ và hạ cờ tại Lăng Bác có lẽ là một trong những khoảnh khắc tự hào nhất của người dân Việt Nam mỗi ngày. Lễ thượng cờ bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng, còn lễ hạ cờ sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ mỗi ngày. Khắp quảng trường Ba Đình đều là sự trang nghiêm, xúc động khi tiếng loa báo lễ thượng cờ đã sắp diễn ra. Đặc biệt, vào những ngày lễ như 2 tháng 9, 30 tháng 4 hay sinh nhật Bác, những nghi thức này trở nên trang nghiêm hơn bao giờ hết. Đến tham quan Lăng Bác, xem lễ thượng cờ, hạ cờ chính là điều bạn nhất định nên làm khi ở Hà Nội nhé. Xóm đường tàu. Xóm cà phê đường tàu đã thu hút đông đảo du khách nước ngoài đến thăm thú, bởi nơi này đã được vinh danh rất nhiều trên các trang báo quốc tế. Đây là khu vực có tàu đi qua rất gần với khu sinh hoạt của người dân. Nhìn tàu đi qua ở khoảng cách rất gần khiến không ít du khách thích thú. Ngoài ra, đường tàu này cũng là nơi sống ảo tuyệt vời cho các bạn đam mê chụp ảnh. Không ít các nhiếp ảnh gia từ Điệp Dư đến Phi Kiệp đã mang đồ nghề lên xóm đường tàu để tác nghiệp. Một số đoạn còn có những quán cà phê đường tàu để bạn thỏa sức nhâm nhi cà phê ngay trên đường ray. Tuy nhiên, do khá nguy hiểm nên mới đây các cơ quan chức năng đã quyết định đóng cửa xóm cà phê đường tàu này. Cà phê trứng. Cà phê trứng là món cà phê độc đáo và là niềm tự hào của người dân thủ đô. Loại cà phê này đã được nhiều nơi làm theo nhưng vẫn không thể có vị đặc biệt như tại Hà Nội. Mark Lawson, người điều hành Drinks It Hà Nội từng nói, đa số khách thích uống đồ uống này khi tôi mô tả về nó. Họ không tưởng tượng được làm cách nào trứng lại kết hợp với cà phê. Tôi chưa từng thấy ai không thích nó, hầu như du khách đều muốn quay lại để thưởng thức. Thậm chí có người không uống cà phê cũng phải ngạc nhiên với hương vị của cà phê trứng. Đồ uống đặc trưng này của thủ đô cũng từng được phục vụ cho các phóng viên quốc tế trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vào năm 2019. Các trang báo quốc tế nổi tiếng đã không ngớt lời khen ngợi loại đồ uống đặc biệt này. Hà Nội, 12 mùa hoa. Điều thú vị về Hà Nội không thể không nhắc tới là 12 mùa hoa trong năm. Mỗi tháng gần như Hà Nội lại có một loài hoa khoe sắc. Thậm chí nhạc sĩ Giáng Son còn sáng tác ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa để thể hiện vẻ đẹp này. Tháng Giêng thủ đô bừng lên sắc hoa đào. Đến tháng 2, màu tím hoa ban lại ngập tràn khắp phố. Tháng 3 là tháng của hoa sưa trắng. Tháng 4 loa kèn. Rồi hè đến vào tháng 5 với hoa phượng rực đỏ, bằng lan tím. Mùa sen thơm nước Hồ Tây cả tháng 6. Hoa sấu xuất hiện vào tháng 7. Hoa xoan tháng 8. Mùi hoa sữa nồng đàn gắn với thu Hà Nội. Mùa hoa cúc họa mi, thạch thảo vào tháng 10, tháng 11. Tháng 12, những khóm cải vàng ven sông Hồng nở rực rỡ, đánh dấu những ngày cuối năm. Chợ hoa đêm Quảng Bá. Khám phá chợ hoa đêm Quảng Bá là một trong những điều thú vị về Hà Nội mà khách du lịch luôn muốn trải nghiệm. Trang báo Mỹ CNN từng bình chọn nơi đây là một trong những địa điểm đẹp nhất thế giới để đón Tết Nguyên Đán. Khu chợ nằm trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, là một trong những chợ hoa đầu mối lớn và lâu đời trong thành phố. Chợ mở suốt đêm, song thường sẽ nhộn nhịp nhất trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng. Người buôn hoa thường phải đi lấy hoa trong đêm để đảm bảo hoa được tươi nhất có thể. Vậy nên, dù là đêm nhưng nơi đây luôn nhộn nhịp tiếng người mua bán qua lại. Cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng được xem là chứng nhân lịch sử. Cầu Long Biên được xây dựng từ năm 1899 đến năm 1902. Cầu được thiết kế bởi kiến trúc sư Gustave Eiffel, người thiết kế tháp Eiffel. Cầu Long Biên dài 2.290m và đây là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng. Ngày nay, trên cầu vẫn có tàu hỏa, xe máy và người đi bộ qua lại thường xuyên. Cốm Hà Nội. Một trong những điều thú vị về Hà Nội mà không nơi nào có được chính là những gói cốm thơm ngào ngạt. Chỉ Hà Nội mới có loại cốm dẻo bùi, gói trong những bọc lá sen thơm ngát. Cốm thường được chỉ bán ở các gánh hàng rong, được các cô, các mẹ đựng trong thúng. Chẳng chỉ là vậy, nhưng đây là món quà chứa đựng cả mùa thu Hà Nội. Mỗi khi đi xa, những gói cốm nhỏ xinh thường được mọi người mua làm quà cho bạn bè, người thân. Hà Nội còn rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá. Mỗi góc cách, con phố đều chứa đựng những kỷ niệm,
đặc trưng riêng biệt. Nếu có dịp bạn hãy ghé thăm Hà Nội nhé. Các bạn còn muốn biết thêm về chủ đề nào nữa không? Nếu có hãy để lại comment ở bên dưới để mình giải đáp nha. Nhớ follow kênh Vivo Audio và đón xem các tập tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Mèo Bích Tuất, khám phá cuộc sống một cách thông minh.